Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã đưa vào vị trí một bệ phóng sẵn sàng cho một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và có thể quyết định phóng tên lửa này vào khoảng thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách thể hiện khả năng phát triển vũ khí chiến lược của mình bằng cách phóng một tên lửa tầm xa hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 Nghị sĩ Lee sung Quang ngày 30 tháng 10 cho biết một bệ phóng di động đã được triển khai để sẵn sàng phóng thử ICBM. Thông tin trên được ông Lee đưa ra sau phiên điều trần kín của Quốc hội với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng IDA. Ông cho biết việc chuẩn bị bệ phóng di động TL đã hoàn tất, nó đã được triển khai tại một địa điểm cụ thể và một vụ phóng ICBM để xác thực khả năng đưa đầu đạn trở lại khí quyển có thể sẽ diễn ra vào thời điểm xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước hoặc sau vào tháng 11 một nghị sĩ khác, Park Sun-won thông tin rằng, DIA không tin tên lửa đã được đưa vào bệ phóng, mặc dù nó cũng có thể đã được vận chuyển đến địa điểm trên. Triều Tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng thử ICBM theo quỹ đạo thẳng đứng, để các tên lửa rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế, một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị khi phóng tên lửa vào sâu trong Thái Bình Dương. Nhưng họ cần tiến hành một vụ phóng với quỹ đạo tiêu chuẩn để đảm bảo đầu đạn có khả năng tái nhập khí quyển, trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát để bắn trúng mục tiêu đã định. Triều Tiên hồi đầu tuần đã công bố kết quả phân tích nhật ký bay của một máy bay không người lái bị rơi tại Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này, cho thấy UAV này cất cánh từ một hòn đảo biên giới thuộc Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải, khẳng định rằng quân đội Seoul đứng sau những gì mà Bình Nhưỡng tuyên bố là các cuộc xâm phạm chủ quyền bằng máy bay không người lái. Phản ứng lại cáo buộc trên, Hàn Quốc gọi tuyên bố mới nhất của Triều Tiên là đơn phương, nói rằng điều đó không xứng đáng để xác minh hoặc phản hồi. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc máy bay không người lái Hàn Quốc mang theo tờ rơi tuyên truyền chống lại Bình Nhưỡng, được phát hiện trên bầu trời đêm của nước này ba lần trong tháng 10 và đe dọa sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu các hành động như vậy xảy ra một lần nữa. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra về các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái cho biết họ đã phân tích chương trình điều khiển chuyến bay từ phần còn lại của một UAV bị rơi sau khi xâm nhập vào Triều Tiên hôm 8 tháng 10 năm 2024. Phía Triều Tiên cho biết, máy bay không người lái cất cánh từ đảo biên giới Bang Neo của Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải lúc 23 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10, sau đó xâm phạm không phận của Triều Tiên. Máy bay không người lái đã giải chuyến đơn mà bình Nhưỡng gọi là rác mang động cơ chính trị trên bầu trời khu vực giữa tòa nhà Bộ ngoại giao Triều Tiên và ga tàu điện ngầm Sungri lúc 1 giờ 32 phút sáng cũng như tòa nhà Bộ Quốc phòng lúc 1 giờ 35 phút sáng ngày mùng 9 tháng 10. Triều Tiên còn công bố một bản đồ minh họa cho thấy dường như là lộ trình bay của máy bay không người lái. Lộ trình bay được đánh dấu bằng một đường màu xanh lá cây đi về phía Bắc theo chiều kim đồng hồ dọc theo bờ biển phía Tây sau khi bắt đầu từ đảo Bongnyeong đi vào bầu trời Bình Nhưỡng và quay trở lại phía Nam theo một đường tương tự theo hướng ngược lại để trở về đảo. Trong số 238 kế hoạch bay và nhật ký của máy bay không người lái, tất cả dữ liệu chuyến bay, ngoại trừ dữ liệu chuyến bay ngày 8 tháng 10 đều cho thấy UAV này đã bay trong lãnh thổ Hàn Quốc. Triều Tiên cũng tuyên bố máy bay không người lái bị rơi có dữ liệu về một kế hoạch và hồ sơ để giải chuyến đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng hãng kcna dẫn tin triều tiên cảnh báo rằng nguồn gốc của hành động khiêu khích sẽ có thể biến mất mãi bằng một cuộc tấn công đáp trả nếu hàn quốc một lần nữa xâm phạm chủ quyền của bình nhưỡng phía quân đội hàn quốc cho biết họ không thể xác nhận liệu những tuyên bố về máy bay không người lái của triều tiên có đúng hay không để đáp trả mối đe dọa quân sự của triều tiên bộ quốc phòng seoul hôm qua đã cảnh báo rằng triều tiên sẽ phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ nếu gây ra bất kỳ tổn hại nào cho người dân hàn quốc hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc jcs đã nhắc lại lập trường như vậy, đánh giá hành vi của Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Người phát ngôn của JCS, đại tá Lee Sung Jun, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ: Triều Tiên đã đe dọa sự an toàn của chúng ta bằng cách xâm nhập nhiều máy bay không người lái và không phận của chúng ta hơn 12 lần trong 10 năm qua. Ông Lee không cung cấp thêm thông tin chi tiết khi được hỏi về khả năng các nhóm dân sự gửi máy bay không người lái vào Triều Tiên. Trong khi đó, bà Kim Yo jo Jong, người em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã đưa ra một tuyên bố dường như phản ánh sự khó chịu của bà đối với việc Hàn Quốc không phản hồi lại các tuyên bố về máy bay không người lái của Bình Nhưỡng. Tuần trước, những quả bóng bay của Triều Tiên mang theo tờ rơi chỉ trích Tổng thống Yoon suk yeol và đệ nhất phu nhân Kim kyong hee đã rơi trúng khu phức hợp trong dinh Tổng thống ở thủ đô Seoul. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thả tờ rơi chỉ trích trực tiếp Tổng thống Hàn Quốc và vợ ông. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng nếu máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập không phận nước này. Người phát ngôn của GCS nhấn mạnh, trong trường hợp máy bay không người lái xâm nhập, chúng tôi sẽ phản ứng phù hợp và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn và tài sản của người dân. Tuy nhiên, ông Lee cho biết hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết nào để cân nhắc về việc liệu những quả bóng bay chở rác của Triều Tiên có cần đến phản ứng quân sự hay không. Phái đoàn Hàn Quốc sẽ tới Ukraine về việc Triều Tiên triển khai quân đội đến Nga. Ngày 28 tháng 10, Tổng thống Yoon Suk-in cho biết một phái đoàn Hàn Quốc sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này để chia sẻ thông tin về việc Triều Tiên điều động binh sĩ đến Nga và thảo luận về các biện pháp hợp tác. Ông Jun đã chia sẻ kế hoạch này trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte, người đã xác nhận quân đội Triều Tiên được triển khai đến Kursk của Nga, một khu vực tiền tuyến trong cuộc xung đột với Ukraine, sau khi nhận được báo cáo tóm tắt từ phái đoàn Hàn Quốc theo văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc. Ông Jun cho biết, Phái đoàn Hàn Quốc sẽ báo cáo với Ủy ban Chính trị và An ninh EU vào ngày 29 tháng 10, sau đó đến thăm Ukraine để gặp gỡ các quan chức tình báo và quốc phòng ép, nhằm chia sẻ thông tin quân sự và thảo luận về các biện pháp hợp tác. Trong cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Yoon suk yeol trong một tuần qua, Tổng thư ký Rutter cho biết việc Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến tranh Ukraine là ưu tiên hàng đầu của NATO và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp đối phó và chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc xung đột. Trước cuộc điện đàm, ông Jun cũng có cuộc điện đàm riêng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để chia sẻ thông tin về hoạt động di chuyển quân của Triều Tiên, cũng như thảo luận về hợp tác với các thành viên Liên minh châu Âu. Vào tuần trước, Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho biết Triều Tiên đã gửi khoảng 3.000 quân đến miền đông nước Nga, trong khi cơ quan tình báo của Seoul dự kiến Bình Nhưỡng sẽ triển khai khoảng 10.000 quân vào tháng 12. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 10 tuyên bố rằng các lực lượng Triều Tiên có thể tham gia cuộc xung đột sớm hơn dự kiến, có khả năng chỉ trong vài ngày. Tổng thống Jun nhấn mạnh, việc hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên về cơ bản vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và toàn cầu. Tổng thống Jun kêu gọi Triều Tiên giúp quân ngay lập tức khỏi Nga và chấm dứt hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đồng thời cam kết sẽ xem xét các biện pháp ứng phó thực tế cùng với Liên minh châu Âu-EU và các nước thành viên ông Jun khẳng định. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào diễn biến trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.